Hân Nhiên tình cờ trông thấy cậu bé đang giành bánh bao với kẻ ăn xin bên đường. Nhìn kỹ mới thấy gương mặt cậu trông khá giống cô, sau đó mới phát hiện đây là con trai của mình và Nhiếp Chính Vương. Nhưng cậu bé sinh ra trong phú quý, sao lại thảm hại tới mức đi giành đồ ăn với ăn mày được. Lúc này Hân Nhiên mới biết Nhiếp Chính Vương vì muốn cưới Vương Phi mới mà đuổi con trai cô ra khỏi Vương Phủ, còn để mặc con riêng của Vương Phi tùy ý ăn hiếp cậu bé. Bây giờ cha ruột cũng biến thành cha dượng luôn rồi, trông thấy con trai vì chiếc bánh bao mà bị đánh tới mức bầm dập, cả người bẩn thỉu gầy gò. Hân Nhiên vô cùng tức giận chạy tới Vương Phủ, dứt khoát cho tên cha nam một bạt tai. Ngươi vì niềm vui mới mà đối xử tồi tệ với con trai ta, bà đây liều mạng với ngươi. Trong con ngõ u tối, một nhóm ăn mày không ngừng đấm đá một cậu bé tội nghiệp. Thân hình gầy gò của cậu co rúm lại, nhưng ánh mắt lại sáng lạ thường. Cậu nhìn chằm chằm đám ăn xin không ngừng phản kháng. Hân Nhiên phiền kỹ mới phát hiện, đây không phải là con trai của mình sao? Sao thằng bé lại bị một đám ăn mày bắt nạt? Cha thằng bé đi đâu rồi? Hân Nhiên vô cùng tức giận, đường đường là Nhiếp Chính Vương dưới một người trên vạn người, mà lại để con trai mình bị bắt nạt như vậy. Đứa con hoang này, đáng thương thật đấy, muốn nửa cái bánh bao đúng không? Nào, chui qua háng ông đây đi, ông đây sẽ đưa bánh bao cho ngươi. Hân Nhiên còn chưa kịp định thần lại, mấy tên ăn mày lại tiếp tục bao vây cậu bé, trong miệng phun ra toàn lời kinh tởm, tên nào tên nấy cầm trên tay chiếc gậy gỗ dài. Hân Nhiên không nghĩ ngợi nhiều, nhặt lấy cây gậy đập quần áo rồi lao tới. Kiếp trước vì theo đuổi tên cha nam kia mà cô cũng đã ra chiến trường, lâu dần trở thành cao thủ võ công, đám nhãi danh này căn bản không phải đối thủ của cô. Hân Nhiên nhẹ nhàng vung gậy, một tên ăn mày ngã lăn dưới đất. Còn tiện nhân thích lo chuyện bao đồng, ngươi có biết bọn ta phụng mệnh ai không, dám đắc tội với bọn ta? Trông thấy Hân Nhiên vác theo bụng bầu xông tới, đám ăn mày lập tức bật cười chế nhạo. Một giây sau, Hân Nhiên nhẹ nhàng vung cây gậy trên tay, chỉ mới vài chiêu cả đám sóng xoài dưới đất. Tên bị đánh đầu tiên thấy tình hình không ổn, lập tức chạy đi tìm cứu viện. Hân Nhiên phi xào trúc trong tay ra, cắm thẳng vào chân tên ăn mày. Hắn ta hét lên đau đớn rồi gục xuống. Ngươi là ai, có biết đây là địa bàn của ai không hả? Bà đây đếch thèm quan tâm, còn đứng đó giả mồm, bà đây đâm chết ngươi giờ. Hân Nhiên ánh mắt dữ tợn, giơ chiếc xào trong tay lên. Đám ăn mày kinh hồn bạt vía, lập tức quay đầu bỏ chạy. Khi chạy tới đầu ngõ, bọn chúng còn quay đầu lại hét lớn, còn tiện nhân kia, ngươi cứ chờ đấy, chuyện này còn chưa xong đâu. Hân Nhiên ném mạnh cây xào trong tay, đám ăn xin chạy toán loạn. Cậu bé ngơ ngác đứng ngây tại chỗ, trông thấy chiếc bánh dưới đất cậu vội vàng nhặt lên. Hân Nhiên lập tức cầm lấy tay cậu, chiếc bánh này bẩn rồi, con còn dám ăn à, không cần mạng nữa sao? Hân Nhiên nhìn kỹ vết thương cả người cậu bé, cảm thấy đau lòng, Chiến Vũ Thần đâu rồi, tại sao lại nuôi con thành bộ dạng này, hay là hắn chết rồi? Cậu bé cảnh giác nhìn Hân Nhiên, cô là ai, sao lại quen biết cha? Hân Nhiên nhếch mày, ta không những quen biết cha con, mà còn biết con tên là Chiến Vân Tiêu, bởi vì ta là mẹ con. Chiến Vân Tiêu nghe xong, quay đầu bỏ đi. Hân Nhiên vội vàng ngăn cậu bé lại, ta đang hỏi con đấy, tên cha nam Chiến Vũ Thần đi đâu rồi, không lẽ hắn chết rồi sao? Chiến Vân Tiêu nghe xong, trầm mặc một hồi, cậu bé quay đầu sang chỗ khác, trái tim Hân Nhiên hững một nhịp, cô liền hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Cả người Hân Nhiên loạng choạng, Chiến Vũ Thần là Nhiếp Chính Vương của Lệ Quốc, nếu anh còn sống, con trai của cô sẽ không bao giờ thảm hại tới mức này. Thực ra Hân Nhiên xuyên sách tới đây, trở thành Bạch Nguyệt Quang mà Nhiếp Chính Vương hằng mong nhớ. Lúc đó Hân Nhiên còn mang thai thêm một đứa con, nhưng vì đại nghiệp của đất nước, Hân Nhiên đã nhảy lầu ngay trước mặt Chiến Vũ Thần. Hắn ta hai mắt đỏ hoe, chạy nhanh tới cả người run rẩy ôm lấy Hân Nhiên, ta giao con cho chàng, chàng nhất định phải sống tiếp. Chiến Vũ Thần đẫm lệ đồng ý với cô, hứa rằng sẽ nuôi dưỡng con trai thật tốt. Ai ngờ Hân Nhiên vác theo bụng bầu trùng sinh, vào thời điểm 5 năm sau, vừa mở mắt ra đã trông thấy con trai. Chiến Vân Tiêu thấy Hân Nhiên hiểu sai, vội vàng giải thích, ông ấy sống tốt lắm, không thể tốt hơn được nữa, người không cần quan tâm, con chỉ là không muốn có người cha như vậy mà thôi. Tại sao thế? Hân Nhiên không hiểu suy nghĩ của Chiến Vân Tiêu, có người cha là Nhiếp Chính Vương mà lại không cần, thật khó hiểu. Chiến Vân Tiêu quay đầu đi tránh ánh mắt của Hân Nhiên. Cậu bé nhỏ giọng nói, ông ấy không cần con nữa, nói chung bây giờ con không liên quan gì tới ông ấy, cũng không cần ông ấy lo, nếu con không muốn nói vậy ta đích thân đi hỏi. Hân Nhiên bực tức xông tới phủ Nhiếp Chính Vương. Chiến Vân Tiêu ôm lấy cánh tay cô, kéo cô lại, hôm nay không được tới phủ Nhiếp Chính Vương. Tại sao? Hân Nhiên không hiểu, đó là nhà chúng ta, sao ta không thể về? Chiến Vân Tiêu hai mắt đỏ hoe cúi đầu đáp, hôm nay là đại hỷ của ông ấy. Hân Nhiên như sét đánh ngang tai, cha con vì cưới vợ mới mà đuổi con ra ngoài. Chiến Vân Tiêu cúi đầu nhìn bụng Hân Nhiên, người còn đang mang thai, đừng lo nhiều chuyện như thế. Ngọn lửa tức giận trong lòng cô bùng lên dữ dội, sao lại không lo được? Nhìn vào Chiến Vân Tiêu cả người toàn vết thương, Hân Nhiên cắn răng, được lắm, đồ khốn khiếp Chiến Vũ Thần, tái giá thì thôi đi, lại còn dám vì Vương Phi mới mà đuổi con trai ta ra ngoài không thèm đoái hoài, để thằng bé tự sinh tự diệt, ngươi còn là người không? Chiến Vân Tiêu sợ Hân Nhiên động tới thai khí, kéo lấy tay cô nhỏ giọng nói, không phải ông ấy không lo cho con, ông ấy cho con một căn nhà nhỏ, thêm một khoản tiền. Nghe thấy vậy mày Hân Nhiên nhãn ra một chút,
Ta nói rồi mà, Chiến Vũ Thần sao lại đối xử tồi tệ với con trai như vậy được? Thế sao con lại ra nông nỗi này? Chiến Vân Tiêu nghẹn ngào, nhà và tiền đều bị người khác cướp mất rồi. Người cũng thấy rồi đó, có người luôn nhắm vào con, chỉ cần trong tay con có đồ gì bọn chúng sẽ cướp sạch. Hân Nhiên lập tức phát hiện ra điểm bất thường. Chiến Vũ Thần là ai? Nhiếp Chính Ngươi cao cao tại thượng của Lệ Quốc, điên cuồng tàn nhẫn khiến người khác run sợ. Hơn nữa nơi này còn là kinh thành, người dân ở đây ai cũng biết tới Chiến Vũ Thần, vậy mà có người dám làm như vậy với con trai của hắn. Không sợ bị giết sao? Rốt cuộc là tại sao? Cho dù là tình tiết trong sách, Chiến Vũ Thần cũng chỉ là nam phụ, nhưng thời điểm này nam chính vẫn chỉ là hoàng đế Bù Nhìn, không dám ra tay với người của Chiến Vũ Thần. Chiến Vân Tiêu đá viên đá dưới đất, bọn họ phụng mệnh nhắm vào con chính là không muốn con sống tốt. Phụng mệnh của ai? Hân Nhiên nhớ lại lời nói của đám ăn mày. Chiến Vân Tiêu cúi đầu nhìn vào ngón chân mình, là Thượng Cung Vân, đó không phải là con trai của nữ chính sao? Cũng chính là con trai của Vương Phi mà hôm nay Chiến Vũ Thần đón về. Hân Nhiên ngây người. Trong nguyên tác, tính cách của Chiến Vũ Thần khá cực đoan, chỉ luôn mong nhớ về Hân Nhiên. Sau này anh ta nhìn chúng phi tử của hoàng đế, cũng chính là nữ chính. Nếu nói Hân Nhiên là Bạch Nguyệt Quang của Chiến Vũ Thần, vậy thì nữ chính Liễu Như Yên là nốt chu sa trong lòng hắn. Chiến Vũ Thần nhất kiến trung tình với cô, vì để quang minh chính đại ôm cô trong vòng tay, Chiến Vũ Thần ép hoàng đế tuyên bố phi tử của anh đã mất, để cô lấy danh nghĩa của người khác gả vào phủ Nhiếp Chính Vương. Nhưng bởi vì Hân Nhiên, Chiến Vũ Thần và cô ta cả ngày cãi lộn, hơn nữa còn không chịu lên tiếng giải thích, thành ra hiểu lầm chồng chất, tình tiết vô cùng ngược. Trong nguyên tác, con trai Hân Nhiên vì hận nữ chính và con trai cô ta cướp mất vị trí của mình mà không ngừng tính kế hãm hại bọn họ. Có điều vì nghĩ tới Hân Nhiên nên Chiến Vũ Thần luôn dung túng cậu, cho tới một lần Chiến Vân Tiêu suýt nữa hại chết Liễu Như Yên, Chiến Vũ Thần mới nổi giận, nhưng cũng chỉ đưa con trai tới tiểu thành ở miền Nam để cậu tu tâm dưỡng tính, không nỡ phạt nặng cậu. Có thể thấy được vị trí của Hân Nhiên trong lòng Chiến Vũ Thần. Sau khi Xuyên không tới, cố gắng hoàn toàn nhiệm vụ theo tình tiết, vì muốn Chiến Vũ Thần hoàn toàn hắc hóa, đi trên con đường tăm tối, Hân Nhiên cố ý để nước địch bắt cóc lúc mang thai đứa con thứ hai. Khi Chiến Vũ Thần tấn công tới thành, cô bị treo trên thành lầu để ép anh lùi binh, nhưng vì muốn hoàn thành sự nghiệp vĩ đại của Chiến Vũ Thần, Hân Nhiên không nói một lời, nhảy từ trên thành lầu xuống, chết ngay trước mặt Chiến Vũ Thần, máu tươi nhuộm khắp người anh. Ngay cả hệ thống còn nói, chưa thấy ai tàn nhẫn như Hân Nhiên, chiêu này của cô đã khiến Chiến Vũ Thần bị ám ảnh tâm lý, e rằng tới kiếp sau vẫn còn nhớ. Dưới tình hình này, hướng đi vốn dĩ của hắn là chăm sóc đứa con duy nhất của bọn họ, đem toàn bộ sự nhung nhớ và có lỗi bù đắp vào con trai mới đúng. Kết quả bây giờ, tên cha nam kia vì cưới vợ mới, muốn lấy vị trí của con trai cô mà đuổi con trai cô ra khỏi phủ, còn để con trai của Liễu Như Yên tùy ý bắt nạt Chiến Vân Tiêu. Tên khốn khiếp này! Ánh mắt Hân Nhiên tràn đầy căm phẫn. Chiến Vân Tiêu sợ hãi, chưa đợi cậu bé nói, Hân Nhiên đã cầm tay cậu đi về phía vương phủ. Nếu hắn muốn cưới vợ, vậy thì ta phải chúc mừng tử tế chứ. Kinh thành thay đổi không nhiều, chỉ mới 5 năm mà thôi, phủ Nhiếp Chính Vương bây giờ chính là Chiến Vương phủ năm đó, nơi ấy Hân Nhiên vô cùng quen thuộc. Cô kéo theo Chiến Vân Tiêu một mạch đi tới phủ Nhiếp Chính Vương, thấy trong ngoài đều được trang trí đỏ rực, tiếng chiêng trống vô cùng náo nhiệt, khách khứa tới lườm lượp. Tên cha nam này tổ chức to quá ha. Hân Nhiên vác theo bụng bầu sải bước tiến vào trong, mấy tên thuộc hạ đứng gác ở cửa lập tức ngăn cô lại. Hân Nhiên lập tức đạp bay chúng, mọi người xung quanh tưởng rằng cô tới gây sự. Quản gia Vương phụ vội vàng chạy tới ngăn cô lại, đồ không có mắt đến ta còn không nhận ra sao? Hân Nhiên trừng mắt, quản gia sau khi nhìn rõ gương mặt tái xanh lập tức quỳ rạp dưới đất. Một giây sau ông hét lên đầy sợ hãi, ma, có ma! Hân Nhiên mất kiên nhẫn cau mày, không muốn nhiều lời với ông ta, cô bước vào trong lớn tiếng hét, Chiến Vũ Thần ngươi đâu rồi? Quản gia mặt trắng bệch không dám nhìn Hân Nhiên, sợ hãi nhìn về phía hậu viện, vương gia ở hậu viện, nhưng vương gia nói bây giờ không cho ai vào, chắc ta quan tâm. Hân Nhiên tức giận nói, kéo theo Chiến Vân Tiêu vào trong. Mọi người không hiểu chuyện gì, cũng không ai dám ngăn lại. Hân Nhiên đi thẳng tới Giang Lan viện, ở đây trước kia là nơi cô ở, tất cả vẫn vậy. Cô bước vào cửa liền trông thấy trong phòng một nam một nữ đang mờ mờ ám ám. Hân Nhiên cuối cùng cũng hiểu tại sao hắn ta không cho người khác làm phiền. Nữ chủ ngồi trước bàn trang điểm, người đàn ông thân mật kề sát, trên tay cầm theo phượng quan đeo lên cho cô ta, động tác vừa dịu dàng vừa cẩn thận, giống như năm đó hắn đối xử với Hân Nhiên vậy. Trong lòng Hân Nhiên đau nhói, hai người đó không phải ai khác, chính là Chiến Vũ Thần và Liễu Như Yên, cũng là nữ chính của cuốn tiểu thuyết Đốt Chu Sa trong lòng tên cha nam. Liễu Như Yên hình như không mấy hứng thú với phượng quan tinh xảo đẹp đẽ, hai mắt cô rưng rưng. Vũ Thần may mà có chàng cứu thiếp, nếu không thiếp không biết phải sống tiếp thế nào.